Thưa quý vị, thưa các bạn, giá xăng dầu và giá ga tăng khiến cho chi phí sản xuất đầu vào của tất cả các ngành sản xuất dịch vụ đều bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp thừa nhận đang chịu sức ép tăng giá rất lớn. Ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp bắt đầu tăng giá nhiều mặt hàng thiết yếu như là mì nè, dầu ăn, đường, bột sữa, và điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Ghi nhận của các phóng viên chương trình. Nhiều sản phẩm ăn liền của Asicoop Việt Nam đã điều chỉnh tăng giá 5-10% sau nhiều năm giữ giá. Những năm trước, chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu và vận chuyển đều tăng, nhưng đơn vị này vẫn nỗ lực để kiềm giá. Tuy nhiên đến nay, tình hình đã đến mức không thể bù lại được, nên doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng giá bán. Giá cả đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cộng với vấn đề Ukraine khiến cho nỗ lực kiềm giá của chúng tôi đã đến giới hạn, không đủ để bù đắp lại phần tăng chi phí. Trước những trở ngại lớn về chi phí như hiện nay thì buộc chúng tôi phải tăng giá sản phẩm. Còn tại hệ thống bán lẻ này, giá các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, đường, sữa, rau quả vẫn đang được duy trì mức giá cũ. Đơn vị này hiện vẫn đang thương lượng kéo dài thời gian áp dụng giá mới theo thông báo của nhà cung cấp, nhưng cũng chưa biết sẽ duy trì được trong bao lâu trước áp lực tăng giá đầu vào rất lớn như hiện nay. Hiện tại là có rất là nhiều đơn vị nhà cung cấp đang yêu cầu tăng giá đối với chuỗi Vincommerce. Nhưng chúng tôi đã cố gắng để kiềm giá đến thời gian lâu nhất có thể để khách hàng được hưởng lợi trong bối cảnh cái nền kinh tế đang bị tác động chung như thế này. Biến động giá nhiên liệu chắc chắn sẽ lan sang các nhóm hàng hóa khác và tác động trực tiếp đến giá hàng tiêu dùng. Trước sức ép này, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần chủ động để theo dõi, thay đổi nguồn cung nguyên liệu hợp lý. Một là phải tăng cái sản lượng sản xuất. Cái thứ hai nữa là tìm các cái cơ hội để tiết giảm chi phí ở các cái công đoạn, các lĩnh vực khác. Và chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm các giải pháp về tự động hóa để giảm bớt cái nhân công sản xuất và tăng cái hiệu quả sản xuất cao hơn. Các doanh nghiệp cũng cần phải tính toán lại những cái ngành hàng nào, những mặt hàng nào mà phụ thuộc vào cái chi phí xăng dầu chiếm quá cao thì cần phải có một kế hoạch, chúng ta có cái nguồn thay thế. Ví dụ như là cái việc giao thông vận tải, việc chuyển ra sang cái việc mà hợp lý hóa cái logistics, sử dụng thêm một số các phương tiện vận tải công cộng. Hiện giá nguyên vật liệu như bột mì và bơ tăng mạnh nhất, nên những sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, đồ khô, bánh kẹo, mì đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá. Mặt hàng dầu ăn đang có mức tăng mạnh nhất, một số thương hiệu tăng đến 135% so với trước dịch, trong khi sản phẩm sữa các loại tăng khoảng 5%. Ngoài ra, nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng đang rục rịch tăng giá. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã vừa ban hành văn bản số 735 về việc triển khai thích ứng an toàn liên quan, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở trở lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động bình thường thay vì quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày như trước đây. Nếu như trước ngày 15 tháng 3, tất cả các hàng quán trên phố Tạ Hiện đều đóng cửa trước 21 giờ, nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng dịch của thành phố, nay phố không ngủ của Hà Nội mới trở lại không khí náo nhiệt dù đã hơn 22 giờ. Theo các chủ cửa hàng cho biết, dù là ngày đầu trở lại hoạt động và rơi vào thời điểm đầu tuần, thế nhưng lượng khách còn chưa nhiều. Nhưng đây cũng là một cái tín hiệu tích cực sau nhiều ngày quán phải đóng cửa từ sớm. Việc phải đóng cửa từ sớm trong suốt 15 tháng qua khiến công việc kinh doanh của các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng gặp rất nhiều những sự khó khăn. Ngoài phố Tạ Hiện thì phố Lương Ngọc Quyến và phố Tống Duy Tân cùng nhiều địa điểm khác cũng đã mở cửa trở lại tấp nập khách đến ăn uống. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, sau khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được khôi phục hoạt động bình thường thì các lực lượng chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định có liên quan. Thưa quý vị, Hà Nội cũng đã vừa nhất trí giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng dự án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại 5 quận trung tâm. Xe đạp được sử dụng phục vụ người dân tại 5 quận trung tâm bao gồm xe đạp truyền thống, xe điện hai bánh. Về lộ trình thực hiện, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết dự án sẽ triển khai theo 2 giai đoạn. Nhà đầu tư tự bỏ vốn và khai thác với tổng chi phí lên đến khoảng 26 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trong 1 năm. Ở giai đoạn này sẽ đầu tư 1.000 xe đạp. Trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Số xe này sẽ được bố trí từ 70 đến 80 vị trí các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các địa điểm cạnh lối lên xuống của tuyến tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến năm 2023. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2023 đến 2024. Dự án mở rộng vùng phục vụ, tập trung phát triển mở rộng vùng dịch vụ ra các quận trung tâm và lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp bố trí tại 350 địa điểm. Chi tiết các địa điểm này sẽ được các đơn vị
vị thực hiện và các cơ quan có liên quan khảo sát và lựa cụ thể. Dự án dự kiến thực hiện và thí điểm trong vòng 18 tháng. Mức phí được đưa ra để người dân có thể sử dụng xe đạp điện là khoảng 20.000 đồng một giờ hoặc 200.000 đồng một ngày. Bộ Y tế mới đây đã gửi dự thảo về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh gửi. Vâng, theo đó thì Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh không cần phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh tham gia các hoạt động ở ngoài nơi cư trú cùng với bố mẹ và người thân. Cụ thể, đối với những người nhập cảnh theo đường hàng không thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trừ trẻ em dưới 2 tuổi, trước khi xuất cảnh trong 72 giờ nếu sử dụng phương pháp real-time PCR hoặc real-time LAM, hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thực hiện xét nghiệm cấp xác nhận. Vâng, và đối với người nhập cảnh theo các đường khác như là đường bộ, đường thủy, đường sắt thì phải có xét nghiệm như đối với nhập cảnh bằng đường hàng không. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 như quy định nêu trên, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PCCOVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định. Đồng thời, theo quy định cũng khuyến cáo người nhập cảnh tại cửa khẩu nếu có các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 như là sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, ngạt mũi, đau người, mệt mỏi, ấn lạnh, giảm hoặc là mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp cần phải báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo đúng với quy định. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, việc khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống ở huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực khi mà tạo ra những mặt hàng đặc sản có uy tín thương hiệu trên thị trường, góp phần giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân ở khu vực ven biển đó. Hợp tác xã làng nghề thì được thành lập vào năm 2020 với 10 thành viên chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đặc sản của địa phương như là tôm khô, cá thòi lòi khô, tôm tích khô và đũa nước để phục vụ những nhu cầu mua sắm của du khách khi mà đến tham quan tại điểm du lịch trên địa bàn của xã Đất Mũi. Vâng, vào những cái ngày lễ Tết thì tôi được biết là hợp tác xã làng nghề Đất Mũi họ trung bình bán khoảng là 1 tấn khô các loại. Hợp tác xã đi vào hoạt động gương giúp cho góp phần nâng cao thu nhập ở các thành viên và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từng bước mở rộng quy mô sản xuất và đưa đặc sản truyền thống đến du khách trong và ngoài nước được biết đến nhiều hơn nữa. Rượu, bánh kẹo, phồng tôm là những mặt hàng ô cốp của làng nghề đang được khách hàng rất ưa chuộng, đặc biệt không thể không kể tới đặc sản cá thòi lòi. Nhiều người ăn xong còn mua về làm quà cho gia đình và bạn bè. Các sản phẩm được làm sạch, chất lượng cao nên khách hàng rất tin tưởng. Ở đây là quan trọng nhất là cái chất lượng. Mỗi cái xã viên hợp tác xã trong hợp tác xã đều là có cái ý thức là mình muốn là làm như thế nào để cho đem đến cho mà khách hàng là cái sản phẩm đó là nó được chất lượng, rồi giá ưu đãi để cho đến tay bà con là nó rất là tốt. Trước đây, các hộ dân trong làng nghề xã Đất Mũi tự kinh doanh riêng lẻ không mang lại hiệu quả. Thấy được lợi ích của việc liên kết sản xuất, kinh doanh, bà con đã thành lập hợp tác xã. Hiện làng nghề đã xây dựng được thương hiệu, tạo uy tín với khách hàng bằng chính những sản phẩm mình làm ra. Anh thấy cái điều này là rất là hay, rất là tốt. Bởi vì cái làng nghề này á, nó mang lại cái điều kiện cho cái tốt cho cái người dân mà xã viên. Bởi vì cái xã viên mình làm ra những cái sản phẩm mà sạch, mà đáp ứng đúng yêu cầu của khách. Bởi vì trước đây thì mình làm nhỏ lẻ thôi, bây giờ là mình tập trung với một cái làng nghề gì đó mình làm, cho nên là những cái sản phẩm mình làm ra là đều chất lượng hết, không dùng tẩm màu quá chất để phục vụ cho khách đến để tham quan Đất Mũi mình càng ngày nó mình phục vụ cho nó tốt hơn. Hiện hợp tác xã làng nghề đã xây dựng được nhãn hiệu cho sản phẩm cá thòi lòi Đất Mũi là một trong những sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP năm 2022. Chính sự liên kết trong sản xuất kinh doanh của các làng nghề đã tạo ra nhiều sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị cho đặc sản truyền thống, góp phần phát huy thế mạnh của kinh tế tập thể ở địa phương. Có thể nói là việc phát triển các sản phẩm OCOP là hướng đi đúng đắn giúp bà con ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau phát triển được cuộc sống và vươn lên làm giàu, đúng không ạ? Cá thòi lòi thường được khách du lịch ưu tiên thưởng thức và mua khô về để làm quà tặng cho người thân, bạn bè cũng như là mỗi khi mà họ đến với cái mảnh đất này đó. Vâng, và cùng với việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thị trường thương mại, du lịch và thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các tỉnh thành trong cả nước. Thông qua chương trình sự kiện, tỉnh Cà Mau cũng mong muốn là xây dựng hình ảnh của địa phương phong phú, đa dạng về tiềm năng và giúp tỉnh có thể khai thác tốt hơn cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì gắn với phát triển du lịch và phát triển thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa đặc sản hay là sản phẩm OCOP.
Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay thì thế giới đã có rất nhiều trẻ bị mắc COVID-19. Ở Việt Nam của chúng ta chưa có con số thống kê chính xác, nhưng mà gần đây ngày càng nhiều trẻ bị mắc bệnh. Có một vấn đề khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo ngại, đó là trẻ em có thể mắc tình trạng hậu COVID-19 nữa. Theo các chuyên gia thì từ 2 đến 6 tuần sau khi mắc COVID-19, trẻ bị sốt cao liên tục nè, rối loạn tiêu hóa phát ban, và có thể đây là dấu hiệu của hội chứng viêm đa hệ thống, và đây là di chứng thường gặp ở 0,03% trẻ em sau khi mà trẻ bị mắc SARS-CoV-2 đó. Vâng, và tại Việt Nam thì hiện cũng chưa có số liệu chính xác về tỷ lệ trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống, nhưng mà ghi nhận ban đầu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thì khoảng hơn 90 trẻ mắc hội chứng này hậu Covid, và một số trường hợp thì rất nặng. Do là tính chất nguy hiểm của nó với trẻ em, vì là làm tổn thương đa cơ quan như là tim, mạch máu và các cơ quan khác, nên là Bộ Y tế đã đưa hội chứng viêm đa hệ thống vào phác đồ điều trị hậu Covid. Vâng, và xin được chia sẻ cùng với quý vị khán giả, và đến nay thì nguyên nhân chính xác gây hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em vẫn chưa được các cơ quan y tế tìm ra. Các bác sĩ giả thuyết có thể đây là hậu quả của tình trạng đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể với nCoV. Vậy làm thế nào để cha mẹ nhận biết được con em mình đang mắc hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em hậu COVID-19 đây? Câu trả lời sẽ được chúng tôi giải đáp trong chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em hậu COVID-19. Triệu chứng: sốt cao liên tục trên 38,5 độ C, rối loạn tiêu hóa, có các biểu hiện như nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban trên da, mắt đỏ, môi đỏ khô nứt, họng đỏ. Một số trẻ có dấu hiệu bệnh chuyển nặng như thay đổi ý thức, vật vã, kích thích, ngủ gà, ly bì, mạch nhanh, chân tay lạnh, khó thở, mệt mỏi. Cách phòng tránh: cách tốt nhất để phòng viêm đa hệ thống hậu COVID là tránh không để trẻ bị mắc COVID-19. Cha mẹ cần tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch như 5K, cho trẻ tiêm phòng COVID-19 khi có chỉ định, tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm khác. Vâng, và một thông tin xin được chia sẻ thêm cho quý vị là hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19 được ghi nhận xảy ra ở rất nhiều các đối tượng khác nhau, như là trẻ em, trẻ sơ sinh và cả những người trưởng thành nữa. Tuy nhiên, theo thống kê hiện tại, đa số người bị mắc hội chứng này nằm ở độ tuổi trẻ em từ 8 đến 9 tuổi, và hơn 50% người nhiễm bệnh là các em ở lứa tuổi là trên 5 tuổi, thưa quý vị. Vâng, và ngoài ra thì đa phần là bệnh nhân nhiễm hội chứng viêm đa hệ thống thì có mức độ nhiễm bệnh nhẹ. Tuy nhiên thì nếu như mà không được điều trị một cách kịp thời thì bệnh sẽ có thể chuyển biến nhanh và dẫn tới suy đa cơ quan. Hiện nay thì đã ghi nhận một số ít các trường hợp, khoảng từ 1 cho đến 1,5% người bệnh tiến triển nặng và tử vong. Vậy nên khi mà quý vị thấy con em mình, bản thân hoặc là mọi người xung quanh có những biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19, quý vị cần đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và có những hướng khắc phục sớm, không gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, quý vị nhé. Và ngay sau đây sẽ là tiểu mục blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Nhắc đến du lịch Quảng Nam, quý vị thường nhớ ngay đến phố cổ Hội An thơ mộng hay bãi biển An Bàng tuyệt đẹp, đúng không ạ? Tuy nhiên, nơi đây còn nổi tiếng với một địa điểm được mệnh danh là Hòn Ngọc Xanh của miền Trung, đó chính là khu sinh thái Hồ Phú Ninh. Hồ Phú Ninh là bức tranh sơn thủy hữu tình thu hút rất nhiều du khách trong thời gian gần đây, bởi không gian thì yên bình, rừng cây hùng vĩ, hồ nước xanh ngắt, và đặc biệt là quần thể 30 đảo lớn nhỏ xinh đẹp nằm ở xung quanh. Đến với nơi đây thì quý vị sẽ được tham gia rất nhiều các hoạt động thú vị như là tắm khoáng nóng, cắm trại, trượt zip line, tham quan hệ thống đảo, và không phải để cho quý vị đợi lâu nữa đâu. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi du lịch qua màn ảnh nhỏ đến với Hồ Phú Ninh qua những hình ảnh vô cùng sống động ngay bây giờ nha.
Bên cạnh các trải nghiệm vui chơi lý thú thì quý vị khi có cơ hội ghé chân đến Hồ Phú Ninh, đừng quên thưởng thức các món ăn hấp dẫn với nhiều loại đặc sản của Quảng Nam như là chả ốc, rượu Phú Ninh, cá được bắt ngay tại hồ hoặc các loại rau được trồng ở khu sinh thái. Vì nên còn chần chờ gì nữa mà quý vị không lên kế hoạch cùng gia đình, bạn bè đến với Hồ Phú Ninh để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Đây chắc chắn là một địa điểm hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn cho hành trình khám phá miền Trung đầy ấn tượng. Ngoài ra quý vị cũng đừng quên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch 5K của Bộ Y tế để chuyến đi của mình được an toàn và trọn vẹn hơn quý vị nha.